Hạ Đột chủ nhà. Chào chị, tôi đến để xin việc ạ. Chúng tôi đủ người rồi. Chào chị, tôi đến để xin việc ạ. Chúng tôi đủ người rồi. Em không ngờ công việc tại thành phố lại khó tìm đến như vậy. Chị có người quen đang tìm giúp việc. Chị giới thiệu em cho bà ấy nha. Em với chị cùng quê nên chắc bà ấy cũng tin tưởng á. Cháu cứ ở lại và coi đây như là nhà của mình nha. Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn chị Winnie. Neva, nghỉ một lát đi. Bà thấy cháu làm mà thấy cũng mệt thay cho đấy. Dạ, cháu lau nốt cái nhà xong rồi đi chợ luôn đấy ạ. Cái con bé này lúc nào cũng tham công tiếc việc. Thật may mắn cho anh chàng ở quê nếu lấy được cháu. Sanchuk sắp lên đây tìm việc bà ơi. Ở quê vừa có dịch bệnh, nông trại phá sản. Có khó khăn gì bà sẽ giúp cho. Cháu thật may mắn vì được bà cưu mang giữa thành phố này. Sao bỗng dưng lại nói những lời đó chứ? Chị đến thăm bà Alice đây. Chị Wendy ngồi chơi với bà nha. Em đi chợ đây ạ. Quen được cháu là may mắn cho bà và Neva. Ngày đó cháu không giúp kịp thời thì bây giờ bà đã thành bà lão mù loà rồi đấy. Cháu sợ vùng thủy tinh làm giác mạc của bà bị ảnh hưởng. Bà vừa quên qua khám định kỳ nên cháu phải đến xem sao đấy ạ. Ngân hàng gọi qua mở kỳ mới cho sổ tiết kiệm. Thế rồi bà quên luôn qua chỗ cháu. Lần sau bà để cháu đưa đi nha. Số tiền lớn, mắt bà thì kém. Lỡ nhầm lẫn thì rắc rối lắm ạ. Mình vẫn cùng bà qua đó, nhưng không biết có nhiều tiền đến vậy. Bà ơi, Sanchez tới rồi ạ. Dạ, cháu chào bà ạ. Bà đã giữ cho cháu vị trí bảo vệ ngân hàng. Ngày xưa bà làm ở đó nên dễ nhờ vả họ. Cố gắng dành dụm làm đám cưới. Bà mong trong nhà có tiếng khóc của trẻ con lắm rồi đó. Chúng cháu cảm ơn bà. Sau này mình sẽ cho chúng một khoản làm vốn liếng. Anh cứ nghĩ bà chủ của em phải lẩm cẩm rồi cơ đấy. Đúng là người giàu hay ném tiền qua cửa sổ. Không bận rộn, ốm yếu mà thuê giúp việc. Anh đừng nói như vậy. Bà từng gặp một tai nạn nên mắt bị tổn thương. Việc nhìn có chút khó khăn đó. Con gái ở nước ngoài chắc chắn bà ta có rất nhiều của cải. Anh đừng quen tật trộm đồ. Bà mà biết anh cá độ rồi trốn nợ lên đây thì... Nhọc quá, thì anh lại về quê đấy. Em có thai rồi. Nếu lại phải xa nhau thì bao giờ mình mới cưới? Vậy nên hãy nghe anh. Không có tiền làm sao lo cho em và con được. Quyển sổ đó sẽ giúp chúng ta đổi đời. Có được nó, mọi thứ đều được giải quyết. Khi ấy anh hết nợ nần, em cũng không phải đi hầu hạ người ta nữa. Cuốn sổ với bà Alice không đáng gì, nhưng đó là gia tài mà mình không bao giờ có được. Còn đứa bé này, mình cũng muốn cho nó một tương lai tốt. Không, mình không thể làm như thế được. Không có tiền làm sao lo cho em và con được. Tương lai của mình chỉ trông chờ vào quyển sổ này thôi. Bà về rồi. Làm sao đây? Hả? Cháu không có ở trong này ư? Cháu tắm nên không thấy bà gọi ạ. Cháu pha cho bà tách trà nha. Dạ. Em làm cái gì lâu thế? Đồ đâu? Nhưng mà em sợ. Em phải vì con chúng ta chứ. Em có muốn làm vợ anh không? À, cô Neva đó ư? Bà Alice cần tiền để đi khám bệnh. Bà nhờ tôi đến đây rút hộ. Tôi có giấy ủy quyền và con dấu bảo mật đây ạ.
Bà đi đâu cũng có cô, nên chắc chắn cô là người vô cùng tin tưởng. Cô cần rút bao nhiêu? À, tôi muốn rút hết tiền trong tài khoản. Cái gì? Khám bệnh mà cần nhiều như vậy hả? Nhưng với bà Elise cũng không quá lớn. Nếu gọi kiểm chứng mà bà đang bệnh thì không được hay cho lắm. Đây, cô cho tôi gửi lời hỏi thăm bà nha. À, dạ, cảm ơn cô. Nè, anh mang đi trả nợ đi. Còn bao nhiêu thì để dành nuôi con nha. Anh sẽ lên đón em ngay. Lúc đó chúng ta sẽ trốn đi thật xa, không ai tìm được cả. Bà tìm gì thế ạ? Dạo này bà lẩm cẩm quá, không biết sổ tiết kiệm để ở đâu rồi. Ừ, hay là mình xem lại camera trong phòng đi bà. Chuột cắn dây camera từ bao giờ rồi ấy. Nhà cửa gọn gàng, không hiểu chúng từ đâu ra nữa. Cháu đưa bà đến ngân hàng, không thì nguy to bà ạ. Hay là cứ tìm thêm đi, nó chỉ quanh quẩn ở trong nhà chứ mất đi đâu được ạ. Đằng nào chị cũng có việc qua đó mà, chị đưa bà đi luôn. Ai làm thì người đó chịu, đừng đưa tôi vào việc này. Em làm tất cả chẳng phải vì chúng ta hay sao? Không có chúng ta nào ở đây hết, tôi có ngu đâu mà cùng cô chịu trận. Nhưng mà cái thai đã được 2 tháng rồi mà. Cô có thai thì đến phòng khám chị Winnie mà giải quyết đi. Đây là thuốc an thần, nếu không cẩn trọng sẽ vô cùng nguy hiểm. Con ơi, mẹ xin lỗi. Hả? Trời ạ, bà đang bị bệnh cơ mà. Cháu không thể bỏ qua cho cô ta được. Nè bà, cô ra đây. Không được, đó là thuốc ngủ. Cô dám đầu độc bà để thoát tội à? Bà ơi, bà, cháu chỉ sợ bà không tỉnh dậy được nữa. Neva đâu rồi? Bà ơi, cháu thật sự không có ý hại bà đâu. Bà đã già rồi mà cô còn rắp tâm cho bà uống thuốc ngủ à? Cháu chỉ muốn con sinh ra có đủ cha và mẹ. Cháu sẽ gặp cảnh sát để thú tội. Cháu có thai rồi sao? Cháu ngu muội nên phải trả giá. Thật tình là cháu không có ý hại bà. Cháu định uống cốc nước đó để kết liễu cuộc đời. Nhưng đúng lúc đó thì bà về. Cô nghĩ nếu người nằm trên giường đây là cô và đứa trẻ chưa thành hình, chúng tôi sẽ vui lắm sao? Ai cũng có lúc sai lầm, chỉ cần cháu biết sai và sửa chữa. Cháu là đứa nhẹ dạ, bị tình yêu làm mê mờ. Bà tin sau phút dại khờ đó, cháu vẫn là một cô gái tốt bụng. Cô sống tốt và giữ thai cho khỏe, đó mới là lời xin lỗi có ý nghĩa nhất. Không biết kiếp trước cháu đã làm được gì mà kiếp này lại gặp được bà và chị. Cháu xin lỗi, cháu xin được chăm sóc bà suốt đời, chuộc lại lỗi lầm và cảm tạ lòng nhân hậu của bà. Nơi đâu là thiên đường? Sơn sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo miền Trung Du. Cả gia đình cậu sở hữu một đôi chè rộng và sinh sống phụ thuộc vào nghề thu hái chè. Nghề làm chè vất vả quanh năm, không mấy khi được ngừng nghỉ. Nhưng số tiền thu lại được cũng chỉ đủ ăn, khiến gia đình của Sơn cũng không mấy dư dả. Cô chú cho tôi hỏi, đôi chè này có phải của gia đình nhà mình không ạ? Vâng, bác muốn mua chè phải không? Không, tôi thấy đồi chè đẹp quá, hỏi xem hai bác có định bán đồi chè này không thì tôi mua lại. Nhà của chúng tôi sống nhờ vào đồi chè này thôi à, sao lại bán hả bác?
Xin lỗi, tôi ở xã bên, đi qua thấy đồi chè đẹp quá nên mạnh dạn vào hỏi. Nếu gia đình không bán thì thôi. Chúng tôi không bán đất, chỉ bán chè thôi. Ông định mua đất thì qua chỗ khác hỏi. Vậy xin lỗi cô chú nha, tôi xin phép sang đồi bên kia. Đây chắc là đại gia ở thành phố về săn đất đây mà. Dạo gần đây lắm người trên thành phố muốn mua lại đồi chè để làm du lịch cái gì đó. Ông này chắc cũng như vậy thôi. Con thấy bác ấy bảo bác ấy là người xã bên mà bố. Thì chắc là cò bồi chứ gì đâu. Đồi chè nhà người ta đang yên ổn thì lại đi hỏi có bán không, thật chẳng ra làm sao. Này chị Lũa ơi, biết tin gì không? Hả? Tin gì thế bác? Nghe nói ông Tính đang chuẩn bị động thổ xây nhà 3 tầng đấy. Hả? Thế cơ hả bác? Nhà bác ấy vốn nghèo nhất làng mà. Thằng con trai mới đi Tây gần 1 năm mà đã có tiền xây nhà cơ à. Thì đó, nó gửi tiền về chứ đâu. Hôm nọ mới nghe phong phanh mấy anh trong làng nói, anh Hòa nhà bác Tính sang bên đó sướng lắm, kiếm bộn tiền. Hóa ra là thật à. Mà này, nghe đâu ở bên đó cậu ấy có cuộc sống sang chảnh lắm à, như thiên đường luôn ấy. Thế cơ hả bác? Bên Tây họ giàu lắm hả? Chứ còn gì nữa, nên họ trả lương mới cao, gửi về cho bố mẹ nhiều tiền lắm. Đúng là đi Tây thì cuộc sống mới đổi vận được. Chứ cứ như mình ru rú ở mấy cái đồi chè này á, thì biết bao giờ cuộc sống mới khá giả được cô nhỉ. Thôi à, thế cũng mừng cho bác Tính bác nhỉ. Đã có khách đặt ít chè, cậu ấy có thể đủ tiền cho thằng Sơn đợt tới lên thành phố thi đại học. Tiền ăn, tiền đi lại mấy ngày thi, thế là yên tâm rồi. Thế à, ông không tính tiền thuê nhà trọ mấy ngày ở thành phố à? Trên ấy đắt đỏ, chứ có phải như ở quê của mình đâu. Thì còn cả tháng nữa mới thi cơ mà. Từ từ rồi tôi tính tiếp, tạm thế đã. Bố mẹ ơi, hay là con không thi đại học nữa? Hả? Không thi là thế nào? Con đừng lo mà, kiểu gì bố mẹ cũng xoay được tiền. Con cứ phải học hành đàng hoàng thì sau này mới có tương lai chứ. Con thấy nhiều người thi đại học rồi cũng chật vật, hay bố mẹ cho con đi Tây giống anh Hòa nhà bác Tính đi ạ. Con sẽ cố gắng kiếm tiền, vài năm về xây nhà, lại có vốn làm ăn. Con tưởng đi mà dễ à? Cậu Hòa nhà bác Tính phải đi bằng con đường vượt biên đấy, chả dễ dàng gì đâu. Anh Hòa đi được thì con cũng đi được mà. Không được đâu con ơi, đi như vậy là đi chui đó, đi trái phép đó con. Nhưng mình đi vì mục đích làm kinh tế chứ có phá hoại gì đâu ạ. Con không học đâu, con nhất định phải đi kiếm tiền. Có tiền về rồi muốn học gì mà chẳng được chứ. Bố mẹ phải cho con đi, nếu không con cũng không thi đại học gì hết đâu. Thằng Sơn thế nào rồi hả bà? Nó vẫn như vậy. Mình không đồng ý cho nó đi nước ngoài lao động nên nó có vẻ rất bất mãn. Mấy hôm nay chỉ nằm ì ở trong nhà, chả đi đâu cũng chả ăn uống gì. Tôi cũng không biết làm thế nào với nó. Mà đi Tây thì cũng có dễ dàng cái gì đâu. Nghe nói phải đi bằng đường biển gì đó. Để tôi khuyên nhủ nó coi. Bố không phải khuyên con đâu, con quyết định rồi. Bố mẹ thấy không, anh Hòa mới đi được có gần năm thôi mà đã gửi tiền về cho bác Tính xây nhà. Nếu con có đi học đại học, ra trường đi làm, cũng biết tới đời nào mới xây được nhà như bác Tính chứ. Chưa kể ở bên đấy đời sống khác xa nhà mình. Con đã tìm hiểu rồi, bên Tây như thiên đường vậy. Bố mẹ không cho con đi thì để con chết trụ ở cái xó này đến bao giờ đây? Cái thằng này, hóa ra mấy đầu bố mẹ để mày sống khổ lắm hả? Dù gì thì không đi cũng không thể ngóc đầu lên được đâu. Vậy là con bác Tính đi bằng con đường vượt biên. Muốn đi cũng phải mất một khoản tiền để nhờ nhóm tổ chức chuyên đưa người đi. Nhà mình không thể có từng ấy tiền mà đưa cho họ được. Nhà bác Tính nghèo thế mà còn cho anh Hòa đi được. Nhà mình có lý do gì mà không đi được chứ? Bác ấy phải bán mấy đồ chè còn gì. Vậy bố cũng bán đồ chè nhà mình đi. Còn đâu thì vay mượn thêm bạn bè họ hàng. Còn sang bên ấy rồi kiếm tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ. Chẳng mấy mà trả hết đâu, bố đừng có lo. Đồi chè từ thời ông bà để lại, giờ bán đi thì... Bố mẹ đừng lo, rồi con sẽ có tiền chuộc lại mà. Chỉ cần sang được bên ấy, mọi thứ sẽ thay đổi, cuộc đời con cũng có tương lai hơn. Bác Tính gọi nơi ấy là xứ sở thiên đường mà.
bố mẹ còn thiết gì đồi chè nữa. Nhà ta mấy đời cứ trông vào cái đồi chè này rồi, nghèo vẫn hoàn nghèo thôi, đến đời con cũng chả khá hơn được đâu. Vậy là giấy tờ cũng đã xong, giờ đồi chè này là của tôi rồi phải không? Vâng, là của bác rồi. Nếu không vì gia đình có việc cần tiền thì tôi không bao giờ bán đâu. Mảnh đất từ thời ông tôi để lại đấy. Đồi chè này đẹp thật, thế nên tôi mới tới hỏi vợ chồng cô chú mấy lần đi mua. Tôi đã định mua mảnh bên kia rồi, may quá thế nào có người mách cô chú lại đang muốn bán nên tôi sang đây. Thôi thế tôi đi đã, chắc một vài ngày tới tôi sẽ tới. Bố đã bảo ông ấy săn đất chứ không phải là cò mồi gì mà. Họ có tiền, mua đất để đấy, chờ giá tăng thì bán. Sau này đồi chè này để bỏ hoang thôi, thật lãng phí. Thì có sao đâu bố, mình bán lại rồi, họ làm gì là việc của họ mà. Biết thế, bố chỉ tiếc là không ai chăm sóc đồi chè, cứ để hoang đấy thì lãng phí quá. Mẹ ơi, chiếc này con mua để sang bên kia mà, mẹ thấy thế nào ạ? Mẹ nghe nói bên ấy lạnh lắm, phải mua áo dày hơn con ạ. Con đã mua đủ hết rồi mẹ à, chỉ chờ tới ngày họ gọi đi thôi. Mẹ thấy lo lắng lắm Sơn ơi, nghe đâu con đường đi sang đó cũng nguy hiểm, nên mẹ không thấy yên tâm chút nào. Mẹ đừng có lo, bao nhiêu người đi được rồi cơ mà. Làng mình có phải mình anh Hòa, nhà bác Tính đi được đâu, đã có ai làm sao đâu nào. Thằng Thắng nhà ông Ngà, thằng Trường nhà bà Xuyên đang đi đăng ký chọn nguyện vọng 1 với nguyện vọng 2 vào đại học rồi. Bố, con đã nói là bố đừng nghĩ tới chuyện đó nữa rồi mà. Tổ chức đưa người đi cũng mới liên hệ lại, con sắp được đi rồi. Thì biết làm sao, do con lựa chọn mà. Bố mẹ ơi, lạ thật đấy, từ hôm bác dì mua đồi chè nhà mình á, con thấy lúc nào bác ấy cũng ở trên đồi. Bác ấy còn dựng lều đang nấu cơm kia kìa. Tôi tưởng ông ấy là đại gia ở đâu về đây buôn đất, hóa ra mua để ở, bỏ cả vợ cả con mà về đây sinh sống, xem ra cũng hơi khác lạ. Ông Bình ấy hả? Bố cũng thấy lạ, tưởng đồi chè bán lại sẽ bị bỏ hoang lãng phí. Ai dè, ông ấy dựng một túp lều trên đồi rồi ở lại luôn. Bác Bình à, cháu lên xin bác vài lá chè có được không bác? À, Sơn đây hả? Cứ thoải mái thôi. Đồi chè giờ là của bác, cháu chỉ xin vài lá, vì mấy hôm nay bố cháu thèm chè tươi mà. Cứ thoải mái, không sao đâu. Lúc nào thích uống trà tươi cứ lên đây hái. Đồi chè này tuy giờ là của bác, nhưng bố mẹ cháu đã chăm sóc nó suốt bao nhiêu năm qua rồi. Mà sao bác không về nhà ạ? Cháu thấy bác dựng lều rồi ở luôn trên này. Ta phải bán nhà mới có tiền mua được đồi chè này. Giờ nơi đây là nhà của ta. Thật à? Thế vợ con bác thì sao ạ? Họ mất cả rồi. Cháu xin lỗi, cháu không biết. Không sao đâu, chuyện xảy ra lâu rồi. Lẽ ra bác cũng có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Nếu như cách đây 20 năm bác không quyết định cho cả gia đình vượt biên sang tận trời Tây. Bác cũng từng cho cả gia đình vượt biên ra nước ngoài hả bác? Phải, cách đây 20 năm bác đã từng nghĩ rằng ở đây làm ăn quanh năm vất vả cũng chỉ đủ ăn, quanh quẩn với mấy sào ruộng, con lợn con gà, biết bao giờ mới giàu có. Sang phương Tây chắc chắn cuộc sống phải được sung sướng như thiên đường. Rồi sao hả bác? Cháu ngồi đây bác kể chuyện cho. Hôm qua mấy ông dưới xóm lên đây đánh cờ, bác cũng vừa kể lại chuyện cho họ. Hồi đó vợ bác cũng không muốn đi đâu, nhưng bác cứ nghĩ đến xứ sở thiên đường ở nơi xa xôi kia mà quyết tâm đi bằng được. Lúc đó hai vợ chồng bác cùng hai đứa con nhỏ sống trong một căn nhà nhỏ dưới chân đồi chè. Cuộc sống cũng bình dị như bao gia đình khác, cho tới một ngày bác nghĩ đến chuyện sẽ rời nơi đây để đi tới một nơi có cuộc sống trong mơ.
sau khi kết nối với một tổ chức chuyên đưa người sang bên kia bằng con đường vượt biên. Bác bán toàn bộ vườn tược, nhà cửa, đất đai, trong đó có cả đồi chè của gia đình bác. Hey, chưa thấy thuyền đâu hết. Họ bảo 4 giờ cơ mà, còn vài phút nữa, chắc không có vấn đề gì đâu. Sau khi lên một chiếc thuyền nhỏ, cả gia đình bác chuyển sang một con thuyền lớn hơn, cũng chở rất nhiều người cùng cảnh ngộ muốn vượt biên và bắt đầu ra khơi ngay trong đêm tối. Lên đền trên biển 3 ngày thì thuyền gặp một cơn bão lớn, thuyền bị lật và toàn bộ con thuyền chìm xuống biển. Bác cũng ngất đi không biết gì. Khi tỉnh lại thì chỉ biết là mình được một con thuyền chở dầu cứu sống. Còn vợ con bác thì đã không qua khỏi. Bác tuyệt vọng, dù rằng đã tới được xứ sở thiên đường, nhưng cuộc sống trở nên vô nghĩa. Chuyến đi cũng nguy hiểm thế hả bác? Tất nhiên rồi, có thuyền không gặp bão biển thì gặp cướp. Gặp cướp cũng xác định là khó có thể sống sót trở về. Sang được bên đó rồi, bác đã làm gì ạ? Sang được bên đó, vợ con không còn, giấy tờ tùy thân không có, nên bác đã sống chui lủi ở dưới một căn hầm của một gia đình và làm thuê đủ nghề. Ngày nắng cũng như đêm mưa, bác làm việc cực lực, thậm chí có những ngày đông giá rét, tuyết ngập đầy đường. Khi mọi người được quây quần trong căn nhà của mình, bác vẫn phải làm việc ở ngoài đường. Chạnh lòng nhớ tới gia đình, nhớ vợ, nhớ con, nhớ quê hương già diết. Nơi bác tưởng là thiên đường, thực ra là nơi mà bác phải sống những tháng ngày cơ cực nhất. Sau đó dành dụm được một chút tiền, bác đã định tìm đường trở về quê hương. Sau bao lâu thì bác có tiền về ạ? Sau 10 năm bác mới có đủ tiền để về. Thế nhưng bác đã bị bọn lừa đảo lấy hết tiền. Sao bác không báo cảnh sát ạ? Pháp luật không bảo vệ người nhập cư trái phép cháu ạ. Sang bên ấy bằng con đường vượt biên thì không có quyền công dân, cháu hiểu không? Bác còn đang phải sống chui đuổi mà, làm sao dám báo cảnh sát? Vậy mà cháu tưởng... Sau đó thì sao hả bác? Mất hết tiền, bác phải làm lại từ đầu, lại tiếp tục cơ cực suốt 10 năm nữa, dành được tiền trở về quê hương, mua được đồi chè này đây. Giờ thì có cát vàng, bác cũng không bao giờ đi nữa. Bác đã quá ân hận vì quyết định ra đi năm đó. Giờ dù sự ân hận có muộn màng, bác không còn vợ con nữa, nhưng bác cũng đã được trở về quê hương. Nơi đây có những cánh đồng xanh mướt, hàng ngày bác chăm sóc đồi chè, nuôi thêm con gà, con vịt, hết câu cá lại đánh cờ. Cuộc sống thực sự đáng sống, tự do tự tại, thảnh thơi và hạnh phúc. Thiên đường chẳng phải tìm ở một nơi xứ sở xa xôi nào, nơi đây mới là thiên đường cháu ạ. Nè Sơn, bố đi tìm con mãi. Anh Hòa nhà bác tính vừa về kìa, con nghe tin gì chưa? Sao anh Hòa lại về hả bố? Nghe nói cảnh sát bên đó họ bắt được trong lúc anh Hòa định di chuyển sang biên giới của đất nước láng giềng. May mà họ bắt được đúng lúc, chứ không thì chết vì bọn người trong nhóm vận chuyển người nhét anh ấy trong một chiếc hòm nhằm qua mặt cảnh sát đấy. Bố ơi, thế giờ đây con phải làm sao hả bố? Thì thôi chứ còn đi gì nữa. Ngay từ đầu bố đã không muốn con đi rồi. Dù sao thì cũng là đi trái phép mà. Cháu nhà mình cũng đang định đi vượt biên à? Vâng, bố mẹ cháu bán đồi chè cho chú cũng là để lấy tiền cho cháu đi đấy ạ. Bố ơi, giờ đây đồi chè đã bán rồi, tiền cũng đã đóng cho tổ chức đưa người đi cả rồi. Giờ biết làm sao hả bố? Cả là lỗi của con đã không nghe lời bố. Còn người con của bố không tiếc thì con tiếc gì chứ. Dù sao thì chúng ta vẫn còn ruộng vườn, không lo con ạ. Bố cháu nói đúng. Còn người còn của, nghe bác, hãy đi học đi.
tương lai phía trước còn đang rộng mở chờ đón cháu. Hãy cố gắng học hành thật tốt, mai này xây dựng quê hương mình. Trải qua bao sóng gió, bác mới thấy chỉ nơi nào có tự do, hạnh phúc thì nơi đấy là thiên đường. Còn đồi chè này, bác vẫn còn ở đây. Bác sẽ giữ đồi chè này cho cháu chuộc lại, được chưa nào? Cháu cảm ơn bác ạ. Kiểm soát và yêu thương. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật, tên nhân vật trong phim đã được thay đổi. Mẹ biết chuyện này thật khó vượt qua, nhưng con cũng phải sống thật vui vẻ để cho chồng con yên lòng ở thế giới bên kia chứ. Nó cũng ra đi được gần một tháng rồi. Tất cả là tại con mẹ ạ. Nếu hôm đó con đi cùng thì tai nạn đã không xảy ra. Đó là số mệnh của chồng con thôi. Đừng tự dằn vặt mình nữa. Con phải khỏe mạnh để còn lo cho Trương Tử nữa chứ. Đúng rồi, Trương Tử đâu rồi mẹ? Thằng bé đi học chưa về mà. Không được, lẽ ra giờ này nó phải về rồi chứ. Còn phải tới trường thằng bé xem thử sao, nhỡ đâu. Con đã đi học về rồi ạ. Trời ơi, mẹ lo quá. Từ nay mẹ phải để ý tới con kỹ hơn. Mẹ không muốn lại giống như bố của con, chỉ vì một chút sơ sẩy mà ông ấy đã ra đi mãi mãi. Mẹ à, có chuyện gì thế ạ? Con đã ở trong này 30 phút rồi đó. Tại sao con lại tắm lâu thế hả? Mẹ ơi, chuyện bình thường mà mẹ. Con không được tắm lâu như vậy, rất dễ bị cảm lạnh. Lần sau, mẹ chỉ cho con 15 phút để tắm thôi đấy. Nè, con ăn cái này đi. Mẹ phải xem ai nhắn tin cho con. Chắc là bạn con. Mẹ thấy ghi tên Tiểu Bình mà. Đây có phải là cô bé ngồi cùng bàn với con không? Dạ không ạ. À, bạn ấy đã chuyển xuống ngồi bàn dưới rồi ạ. À, lẽ ra con phải nói với mẹ chuyện này chứ. Mẹ ạ, à, điều đó có quan trọng lắm không ạ? À? Tất nhiên là quan trọng rồi. Cả chiếc điện thoại này từ nay cũng phải cài định vị để lúc nào mẹ cũng biết con đang ở đâu. Mẹ đừng như vậy nữa, con đã lớn rồi mà. Mẹ không muốn có chuyện gì xảy ra với con, chỉ vì một chút sơ sẩy mà bố con đã... Mẹ à, con hiểu, mẹ đừng buồn. Thôi, mẹ ăn đi. Chỗ kia kìa, đúng rồi. À, mẹ à, mọi người đang làm gì ở phòng của con vậy ạ? Đợt tới mẹ đi làm trở lại rồi, mẹ lắp camera cho tiện việc giám sát con ấy mà. Mẹ, có nhất thiết phải như vậy không mẹ? Tại sao lại không cơ chứ? Tiện thể, lát nữa nhờ các anh tháo chiếc khóa cửa của phòng con trai tôi giúp tôi nha. Sao lại tháo khóa phòng ra hả bác? Tôi muốn có thể vào phòng con trai tôi bất cứ lúc nào mà không cần phải gõ cửa. Thì thoảng tôi cũng cần phải kiểm tra đột xuất. Mười hai năm sau. Trương Tử, con nói lại tên cô con gái đó cho mẹ đi. Cả địa điểm con hẹn ăn tối với cô ấy nữa. Dạ, cô ấy là Lan Tường ạ. Bọn con hẹn nhau ở nhà hàng Dạ Yến ạ. Thôi, tới giờ hẹn rồi, con đi đây nha mẹ. Đây là lần đầu nó hẹn bạn gái, mình thấy không yên tâm chút nào. Em thấy đồ ăn ở đây thế nào? Em thấy rất ngon anh ơi.
ăn đi. Này cháu, con trai bác không thể ăn món này, tại sao cháu lại gấp cho nó chứ? Bác là... đây là mẹ của anh. Cháu xin phép về trước ạ. Mẹ à, sao mẹ lại tới đây làm gì? Mẹ không muốn có chuyện gì xảy ra với con, chỉ vì không theo sát bố con mà. Con hiểu. Thôi chúng ta về đi mẹ. Chào hai mẹ con. Tôi là biên tập của đài truyền hình BHB. Tôi bất chợt muốn mời hai người tham gia chương trình đối thoại của đài. Hai người thấy sao ạ? Thôi xin lỗi. Chúng tôi xin được từ chối. Cảm ơn anh đã để ý tới nha. Cuối cùng con cũng trở thành một nhân viên thiết kế thời trang đúng như mẹ muốn rồi. Con không nhận được nhiều đơn đặt hàng như mẹ kỳ vọng mẹ à. Con trai của mẹ rất tài năng cơ mà. Hay tại chưa có nhiều hãng thời trang biết tới con? Dạ, cũng có thể ạ. Hay là chúng ta sẽ tham gia chương trình đối thoại. Mẹ nghĩ nếu con được lên truyền hình á, rất có thể sẽ có nhiều hãng thời trang biết tới con. Những người chơi tham gia trong chương trình này sẽ có cơ hội nói hết lòng mình. Đôi khi có những điều mà ngày thường họ không thể nói hết được. Và bây giờ là cuộc đối thoại giữa hai mẹ con ạ. Mẹ à, bố đã ra đi cách đây hơn 10 năm, chỉ còn lại hai mẹ con mình. Vì thế mà mẹ dồn hết tất cả tình cảm cho con. Đúng vậy, con là điều quan trọng nhất đối với mẹ. Nhưng mẹ biết không, dù mẹ rất thương con, nhưng con thấy mình không hạnh phúc. Trương Tử à, con nói con không hạnh phúc là sao? Mẹ à, con phải sống trong sự kiểm soát nghẹt thở của mẹ. Đó là giám sát chứ không phải là kiểm soát. Mẹ muốn yên tâm về con mà. Nhưng suốt hơn 10 năm qua, con đã không có tự do. Phòng của con không bao giờ được khóa cửa, bởi mẹ muốn xông vào bất kỳ lúc nào. Điện thoại của con cũng phải để mẹ thường xuyên kiểm tra. Phòng con luôn phải mở camera để mẹ nhìn thấy. Ngay cả từng này tuổi rồi, con vẫn không thể có bạn gái bởi sự kiểm soát của mẹ. Trời ơi, có chuyện đó hả? Ai, thế thì kiểm soát con hơi quá rồi. Trường Tử à, chúng ta đang trên sóng truyền hình, con không nên nói như vậy. Mẹ à, nhưng đó là sự thật. Mẹ có thể chuyển từ kiểm soát sang yêu thương con được không? Mẹ à, con muốn được tự do. Con không thể chịu được sự ngột ngạt này nữa rồi. Trường Tử à, mẹ xin lỗi. Có lẽ mẹ đã làm quá rồi. Chỉ vì nghĩ rằng kiểm soát cũng là yêu thương mà mẹ đã làm con không hạnh phúc suốt những năm qua. Mẹ, con biết vì cái chết của bố mà mẹ đã phải làm vậy với con. Nhưng con thực sự đã lớn rồi mà. Con cần phải rời khỏi vòng tay bao bọc của mẹ để trưởng thành. Hãy cho con tự do. Con sẽ chăm sóc và lo lắng cho mẹ. Trương Tử, mẹ sai rồi. Những video mới nhất nhé.